Bây giờ chúng ta sẽ nói đến bài cơ năng trong dao động điều hòa. Thì bất kỳ một cái dao động cơ, một cái chuyển động cơ nào thì nó sẽ tồn tại ba cái dạng năng lượng mà các em đã từng được học ở lớp 10. Bao gồm động năng, thế năng và cơ năng. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các dạng năng lượng này đối với dao động điều hòa. Đầu tiên, chúng ta nói đến động năng. Động năng là dạng năng lượng tồn tại khi vật chuyển động và nó liên hệ với vận tốc hay là tốc độ của vật. Thế thì chúng ta biết rằng dù là con lắc lò xo hay là con lắc đơn thì nó đều có vận tốc. Và vận tốc của dao động điều hòa thì sẽ biến thiên theo thời gian với phương trình là trừ omega A sin của omega T và cộng với phi. Công thức tính động năng ta đã được học từ lớp 10 đó là 1 phần 2 m nhân v bình phương. Ở đây thầy sẽ thay cái phương trình của vận tốc vào trong công thức của động năng và thầy có 1 phần 2 m omega bình A bình nhân sin bình phương của omega t và cộng với phi. Chúng ta thấy rằng giá trị của sin bình phương lớn nhất là bằng 1. Vậy thì giá trị lớn nhất của động năng là 1 phần 2 m omega bình A bình. Đối với con lắc lò xo thì m omega bình chính là k. Vậy chúng ta viết lại dưới dạng là k A bình trên 2. Còn đối với con lắc đơn thì cái phần là omega bình nó sẽ biến thành g trên l. A lớn là biên độ, vai trò tương tự như biên độ cong là S0. Vậy chúng ta có công thức mgS0 bình phương chia cho 2L là công thức động năng cho con lắc đơn. Và giá trị lớn nhất của động năng, lát nữa chúng ta sẽ biết, nó chính là cơ năng và ký hiệu là V kép. Ở đây chúng ta viết lại cái phương trình của động năng dưới dạng V kép sin bình omega t cộng phi. Các bạn sẽ thấy rằng đây là sin bình chứ không phải là sin. Và chúng ta có thể đưa cái phương trình này về theo cái dạng mà chúng ta thường làm, đó là dạng cốt, bằng cách là dùng một công thức toán học. Sin bình phương bằng 1 trừ cốt 2x và chia cho 2. Đây là một công thức trong toán lượng giác. Ở đây cái góc của chúng ta ở bên này là omega t cộng phi và ở bên kia thì chúng ta nhân đôi lên. Thầy sẽ áp dụng công thức này và viết lại biểu thức cho động năng có dạng như sau. V kép d bằng trừ v kép trên 2 nhân với cốt của mở ngoặc 2 omega t cộng 2 phi đóng ngoặc và cộng với v kép trên 2. Nhìn vào cái phương trình này, ta nhận ra một điều như sau. Phương trình của động năng đối với dao động điều hòa cũng là một hàm cốt theo thời gian. Vậy thì chúng ta nói rằng động năng biến thiên điều hòa theo thời gian. Các bạn đã rõ chưa? Rồi bây giờ thầy xin mời các em sẽ chép đầy đủ cho thầy cái slide này vào trong vở của mình. Đối với hình vẽ, các bạn có thể để trống và về nhà vẽ bổ sung để đỡ mất thời gian vẽ luôn bây giờ, được chưa? Các bạn vẽ xong thì các bạn cho thầy biết nha. À, các bạn chép xong cái slide này thì cho thầy biết. Nhanh nha mọi người ơi. Mọi người chép xong chưa? Rồi, ok nhá. Chúng ta nói tiếp đến dạng năng lượng thứ hai đối với chuyển động, đó là thế năng.
của dao động. Thế thì ở đây chúng ta có hai loại con lắc là con lắc lò xo và con lắc đơn. Hai con lắc này sẽ có thế năng khác nhau một chút. Lò xo thì sẽ có thế năng đàn hồi và con lắc đơn thì sẽ có thế năng trọng trường. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát thế năng riêng cho từng con lắc, rồi lát nữa chúng ta sẽ nói về thế năng chung cho dao động điều hòa. Thế năng đàn hồi thì chúng ta có công thức Vkt bằng 1/2k nhân x bình phương. Và ở đây là x ở đây nó chính là ly độ, nhưng đồng thời nó cũng chính là độ biến dạng của lò xo. Đây là đối với lò xo nằm ngang, được chưa? Thế thì chúng ta viết lại dưới cái dạng là 1/2m omega bình x bình. Thì đây là công thức thế năng đàn hồi của con lắc lò xo. Xin mời các bạn ghi cái slide này vào cho thầy. Ghi xong thì các bạn cho thầy biết nha. Rồi, tiếp theo chúng ta nói đến thế năng trọng trường đối với con lắc đơn. Ở đây chúng ta sẽ xét với những cái ly độ góc mà nhỏ hơn 10 độ. Chúng ta sẽ có công thức của thế năng đã được học từ lớp 10 sẽ là MGH. Tuy nhiên, ở đây chúng ta sẽ đi xây dựng công thức. Và cái công thức mà thầy muốn các bạn nhớ đến ở đây ấy, đó là như sau này. Bây giờ các bạn không cần chép hết đâu nha. Các bạn chỉ cần ghi cho thầy cái công thức này. Ghi x này, đương nhiên là phương trình x thì phải ghi này. Phương trình ly độ góc phải ghi này. Bỏ qua cái này đi, không phải ghi nữa này. Các bạn ghi cho thầy phương trình của thế năng. Đây, các bạn nhìn. Đây là phần mà chúng ta sẽ không phải chép. Không phải chép. Và đây là phần chúng ta ghi, được chưa? Nói tóm lại, sau khi biến đổi công thức, chúng ta sẽ đưa ra được phương trình cho cái công thức cho thế năng trọng trường của con lắc đơn sẽ là 1/2 m omega bình s bình. Thế thì vừa rồi chúng ta có thế năng đàn hồi của con lắc lò xo là 1/2 m omega bình x bình, mà x và s thì vai trò là tương tự như nhau. Vậy thì chúng ta đã biết được biểu thức của thế năng rồi. Ngay trong slide tiếp theo chúng ta sẽ ghi về thế năng chung cho dao động điều hòa. Rồi bây giờ xin mời các bạn sẽ ghi cho thầy cái slide này đầy đủ vào trong vở của mình. Hình vẽ các bạn không vẽ bây giờ nhé, các bạn để cách ra, về nhà các em vẽ bổ sung cho thầy sau nhé. Mọi người chép xong thì bảo thầy nhé. À, Thu Hằng có hỏi là mấy công thức này phải học thuộc hết hả thầy? Đương nhiên là không rồi. Đương nhiên là không rồi. Bởi vì những cái gì cần phải học thuộc thì chúng ta sẽ cần phải đóng khung. Mà ở đây thầy chưa đóng khung, đúng không? Thế nên là không phải học thuộc đâu, được chưa? Đây là những công thức mà chúng ta xây dựng, chúng ta gọi là hiểu bản chất, chứ chưa phải là những công thức chúng ta học thuộc, được chưa? Học thuộc thì thầy sẽ ghi bằng mực màu vàng, hoặc nếu không thầy sẽ đóng khung nhá. Đấy là lý do tại sao thầy luôn nói là các bạn phải ghi bút đỏ cho những công thức mà chữ vàng và đóng khung những công thức mà thầy đóng khung. Rồi, chắc là mọi người chép xong rồi đúng không? Rồi ok, bây giờ chúng ta nói đến thế năng của dao động. Thì công thức chúng ta vừa nói rồi đúng không? 1/2 m omega bình x bình. Thế mà x thì có phương trình là a cos omega t cộng phi. Vậy chúng ta sẽ thay vào đây và có được phương trình cho thế năng. Ta vẫn nhận ra rằng là cos bình phương lớn nhất là bằng 1. Như vậy giá trị lớn nhất của thế năng sẽ là 1/2 m omega bình a bình. Và các em thấy rằng giá trị cực đại của thế năng cũng bằng giá trị cực đại của động năng.
và bằng cơ năng. Được chưa? Nhìn cái phương trình hàm cốt bình này, chúng ta cũng sẽ biến đổi nó theo công thức lượng giác và đưa nó về với dạng là V kép T bằng V kép trên 2 nhân với cốt của 2 omega T cộng với 2 phi và cộng với V kép trên 2. Nhìn công thức này, chúng ta cũng nhận xét rằng thế năng của dao động điều hòa thì biến thiên điều hòa theo thời gian. Được chưa? Bởi vì những cái gì mà cứ có hàm cốt như thế này thì đều là biến thiên điều hòa theo thời gian. Ok, và xin mời các bạn sẽ ghi đầy đủ cho thầy cái slide này vào hình vẽ các bạn để chống về nhà vẽ bổ sung sau. Chép xong thì các bạn cho thầy biết. Nào mọi người chép xong cho thầy biết nha. Ok chưa các bạn ơi? Nào các bạn còn lại xong chưa các em nhỉ? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái ví dụ như sau. Cho một con lắc lò xo có K bằng 20 Newton trên mét dao động với phương trình. Hãy viết biểu thức biến đổi của thế năng và động năng. Thế thì đây là câu để trả lời câu hỏi vừa rồi của bạn Thu Hằng. Đó là chúng ta có cần nhớ tất cả các công thức hay không? Thì tất nhiên là không. Ở đây chúng ta sẽ cần nhớ một số công thức chính. Ví dụ, công thức tính động năng và thế năng cơ bản. Động năng bằng 1 phần 2 mv bình trên 2. Thế năng của lò xo 1 phần 2 k nhân x bình. Thế năng của con lắc đơn là 1 phần 2 m omega bình s bình. Công thức tính cơ năng v kép bằng 1 phần 2 omega bình m omega bình a bình. Và chúng ta nhớ cái dạng của hai cái phương trình cho thế năng và cho động năng. Đó. Thì đây là những cái cơ bản nhất mà các bạn phải nhớ. Đấy, thầy tóm tắt lại nó chỉ có như thế này thôi. Được chưa? Chứ không phải là chúng ta nhớ tất cả các công thức đó. Được chưa? Còn tất nhiên các bạn đừng hỏi là cái công thức MV bình trên 2 như này nhiều thế. Trong đây thì phải đến một nửa là những công thức đã học ở lớp 10, chứ không phải là bây giờ chúng ta mới học nhá. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài này như sau. Trước hết các bạn cần nhớ cho thầy, một khi đã nói về năng lượng, chúng ta phải dùng đơn vị tiêu chuẩn. Ví dụ ở đây 4cm thì phải đưa về mét là 0,04. Bước 1, thầy sẽ tìm V kép. V kép bằng 1 phần 2 K nhân A bình phương. Thầy thay số liệu vào và nó bằng là 16 millijoule. Đơn vị của năng lượng là joule. Cái này thì thầy không nhắc lại nữa. Và có V kép rồi thì bây giờ chúng ta viết luôn phương trình cho thế năng và động năng thôi. Chúng ta có, đây là thế năng. Các bạn nhìn V kép trên 2 thì bằng 8, đúng không? Omega thì bằng pi, nhân đôi lên là 2 pi. Pha ban đầu là pi trên 4. Nhân đôi lên là pi trên 2.
và chúng ta có biểu thức của thế năng. Và tương tự như vậy, chúng ta có biểu thức của động năng. Nó chỉ khác nhau ở cái dấu trừ đầu tiên và dấu cộng đầu tiên thôi. Ok. Cái câu này thầy làm mẫu để cho mọi người hiểu về công thức thôi. Còn lại các bạn về nhà thì nhớ ghi chép bổ sung cái câu này vào nhé. Tiếp theo, với con lắc đơn, chúng ta cũng có thể viết được biểu thức tương tự như vừa rồi. Ở trong bài này, thầy cho các bạn một cái ly độ góc alpha, cho khối lượng bằng 150g và gia tốc trọng trường g lấy bằng 9,81. Chúng ta sẽ viết biểu thức như thế nào? Đầu tiên nhắc lại thì đây vẫn là hai cái công thức, hai cái biểu thức của thế năng và động năng. Ở đây chúng ta tính V kép, thì V kép sẽ bằng 1/2 M omega bình A bình. Khối lượng đã có, omega chúng ta đã có bằng 6. Và A ở đây là vai trò như S0. Và S0 thì bằng alpha 0 nhân L. Đây là công thức cơ bản cho con lắc đơn. Vậy chúng ta thay tất cả số liệu vào đây. Thầy nhấn mạnh một lần nữa, không bao giờ thừa, đó là nếu alpha mà không nằm trong cốt thì phải dùng đơn vị radian. Nhớ chưa? Vậy ở đây chúng ta không thể dùng là 5 độ được, mà phải đưa về theo radian, được chưa? Và chúng ta sẽ có được V kép thì sẽ bằng là 1,52 milijoule, được chưa? Và xong rồi, đến đây chúng ta sẽ viết được biểu thức cho thế năng và động năng. Các bạn cho thầy hỏi, hai cái ví dụ vừa rồi các bạn đã hiểu được về công thức sẽ vận dụng như thế nào chưa? Và về nhà thì các bạn sẽ phải xem lại những cái phương trình đó, những cái công thức đó để mà học thuộc, nhớ chưa? Nào mọi người đã hiểu hai câu này chưa? Alo, mọi người nghe được không? Rồi, ok các bạn nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói đến cơ năng của dao động. Và chính xác hơn, chúng ta sẽ nói đến định luật bảo toàn cơ năng. Một cái câu rất là quen thuộc mà các em đã từng được nghe về định luật bảo toàn. Đó là năng lượng không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Trong một dao động cơ, thì cơ năng sẽ bằng tổng của động năng và thế năng. Trong quá trình mà vật này dao động, thì động năng có thể tăng hoặc giảm, thế năng có thể giảm hoặc tăng, nhưng tổng của chúng là động năng, là cơ năng thì sẽ không đổi. Và cơ năng sẽ bằng, ở đây chúng ta sẽ có các công thức có thể tính được cơ năng. Đầu tiên là công thức 1/2 V max bình trên 2. Đây bản chất là động năng cực đại. Tiếp theo là công thức 1/2 M omega bình A bình, chúng ta vừa nói ở trong bài vừa rồi. Thứ ba là công thức 1/2 K nhân A bình phương. Đây chính là thế năng cực đại. Và công thức cuối cùng là MGL mở ngoặc 1 trừ cốt alpha 0. Đó. Thì cái slide này các bạn nhớ cho thầy, đó là tất cả những công thức quan trọng nhất thì thầy để vào cái slide này. Thế nên là các bạn chú ý là học thuộc lòng hết cái slide này cho thầy. Nhớ chưa? Ở đây, trong quá trình vật dao động, động năng mà tăng thì thế năng sẽ giảm. Động năng giảm thì thế năng tăng. Và cái quá trình đó xảy ra như sau. Các bạn nhìn cái sơ đồ này. Khi đi từ vị trí cân bằng O ra biên, biên nào cũng được nhá. Từ vị trí cân bằng O đi ra biên thì thế năng tăng dần và động năng giảm dần. Ngược lại, đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng, động năng thì tăng dần và thế năng thì giảm dần. Còn lý do tại sao thì rất là đơn giản, ta nhìn vào công thức là xong, đúng không? Đấy, các bạn nhìn vào công thức, thằng này thì là 1/2 MV bình. V mà tăng lên thì nó cũng tăng, được chưa? Và thằng này thì là 1/2 M omega bình X bình. X mà tăng thì nó cũng tăng. Đó, đơn giản là như vậy. Bây giờ xin mời các bạn chúng ta ghi chép thật cẩn thận cái slide này vào trong vở cho thầy. Ghi cẩn thận để ngay sau đây chúng ta còn làm bài tập nha. Xin mời mọi người.
Mọi người chép xong cho thầy biết nha, cứ ghi cẩn thận cho thầy. Không cần vội vàng, nhanh nhưng không được vội. Rồi, ok các bạn. Ok. Ok, và bây giờ thì làm bài tập thôi nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lấy nháp ra và chúng ta sẽ làm cho thầy các câu ví dụ sau đây nhé. Câu hỏi đầu tiên. Thầy cho mọi người thời gian là 3 phút. Xin mời mọi người vận dụng các công thức mà chúng ta vừa học là được. Chủ yếu là ở cái slide vừa xong ấy. Nào, xin mời mọi người. Một phút 30 giây nữa. Ok, người đầu tiên, lần này là Hải Nam là người nhanh nhất. Một phút nữa. Thủy Nguyên. À, đáp án khác nhau rồi. Tiếp theo nào. Hằng 1,25. 1,25 thì cũng là 5 phần 4 đúng không? Linh Loan rồi. 30 giây nữa. Minh Nhật. 15 giây cuối cùng. Hương Giang cũng 5 phần 4. Nào Hải Nam có định quay xe không? Hải Nam ơi. Hết thời gian rồi. Rồi ok. Thầy hướng dẫn câu này cho các bạn nhé. Mọi người quan sát này. Biên độ thì bằng 3. Tính tỷ số động năng và thế năng khi mà x bằng 2. Ở đây chúng ta có nói đến động năng. Nhưng mà chúng ta chả thấy có vận tốc gì cả. Đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ không tính trực tiếp động năng được, mà chúng ta sẽ tính động năng thông qua thế năng. Thì chúng ta nhớ rằng là tổng động năng cộng thế năng thì bằng cơ năng. Vậy suy ra động năng bằng cơ năng trừ đi thế năng. Các bạn hiểu cái logic ở đây không ạ? Ok, và bây giờ các bạn quan sát này. Chúng ta sẽ có, đây là thế năng và đây là cơ năng. Động năng sẽ bằng hiệu của hai cái đó. Được chưa? Đấy, thì lúc khi đó thì chúng ta có thể tính được động năng thông qua x, đúng không ạ? Và chúng ta lập tỷ số. Đấy.
Thì ở đây k nó sẽ bị mất đi. Đó là lý do mà bài này người ta không cho k. Khi một thứ mà đề bài không cho thì có hai khả năng. Một là không cần, và hai là tính được. Được chưa? Thế thì ở đây chúng ta có biên độ, chúng ta có ly độ x, chúng ta thay vào. Và đáp án của các bạn hoàn toàn chính xác, đó là 5/4, tức là 1,25. Rồi, có Hải Nam thì bị nhầm một chút thôi. Nào các bạn còn lại, mình đã hiểu câu này chưa các bạn ơi? Một số bạn chưa comment đáp án, mình đã hiểu câu này chưa ạ? Rồi, ok nhá. Câu hỏi tiếp theo, các bạn sẽ có thời gian làm bài là 3 phút. Mở game. Một phút 30 giây. Rồi, bạn đầu tiên, lần này thì Thu Hằng là người nhanh nhất, 0,8. Tiếp theo là Khánh Vân, 4/5 thì cũng là 0,8. Hương Giang và Hải Nam cũng 0,8. 30 giây cuối cùng. Nào, cố lên các bạn ơi. Chúng ta đã làm bài vừa rồi thì chúng ta phải rút ra kinh nghiệm để đưa vào cái bài này. Đấy, đấy là thầy gợi ý rồi. 10 giây. Ok, rồi cảm ơn mọi người. Chúng ta mới chỉ có 4 bạn ra thôi. Bây giờ chúng ta cùng xem cách làm. Con lắc đơn có biên độ góc alpha 0 bằng 6 độ. Tính tỷ số của thế năng và động năng khi có ly độ góc là 4 độ. Ta thấy rằng kiểu câu hỏi này nó tương tự với câu vừa rồi. Chúng ta không tính được động năng trực tiếp mà sẽ tính thông qua cơ năng và thế năng. Thế thì bây giờ chúng ta phải xây dựng công thức thôi, đúng không? Đây. Đây. Và chúng ta lập được tỷ số. Thế thì các bạn sẽ bảo là ôi tôi chết rồi thầy ơi, sao thầy lại dùng công thức này? Tại sao lại là MGL 1 trừ cos alpha? Thầy giải thích cho các em như sau. Các em lưu ý rằng con lắc đơn chúng ta đã được học thì nó sẽ có hai trường hợp. Một, đó là nó dao động. Và hai là dao động điều hòa. Các bạn nhé. Thế thì cái công thức MGL 1 trừ cos alpha là công thức tổng quát nhất. Còn cái công thức là 1/2 m omega bình nhân x bình hoặc là s bình. Thì công thức đó nó chỉ dành cho trường hợp là dao động điều hòa thôi.
Được chưa? Còn thực ra thì công thức này nếu chúng ta biến đổi thì nó cũng lại ra công thức như vừa rồi thôi. Bản chất là ở phần xây dựng công thức cho thế năng trọng trường, thầy cũng đã có cái phần đó rồi. Ok. Và ở đây thì chúng ta sẽ đi thay số vào. Đáp án của chúng ta sẽ là 0,8. Được chưa? Rồi. Và các bạn ra là 0,8 thì đều đúng. Rất tốt. Một số bạn còn lại chúng ta đã hiểu câu này chưa các em ơi? Các bạn còn lại mình đã hiểu câu này chưa? Rồi, ok mọi người nhé. Rồi, rất tốt. Bây giờ hãy làm thử một câu trong đề đại học năm 2013 nhé. Mình làm thử đi. Thầy gợi ý luôn là nó cũng loanh quanh với công thức vừa rồi thôi. Nào, chúng ta sẽ có thời gian làm bài là 3 phút. Thầy mời các bạn. Còn 1 phút 30 giây. Cố lên các bạn ơi. Và lần này người đầu tiên nhanh nhất là Linh Loan. Rồi, rất là khá đấy. Tiếp theo là Thu Hằng. Ok em. 1 phút cuối cùng. Câu này đáng lẽ là phải nhanh chứ. Một số bạn vẫn đang chưa quen công thức, thế nên là khi các bạn xử lý bài nó cứ bị chậm chậm ấy. Giây. Nào, cố lên nào. Mười giây cuối cùng. Trời ơi, mới có hai người thôi này. Rồi, hết thời gian mất rồi. Thôi nha, thầy chữa vậy. Chúng ta có khối lượng này, chúng ta có chu kỳ, chúng ta có cơ năng. Lấy pi bình bằng 10, hãy tính tỉ số của động năng và thế năng ở vị trí ly độ 3 căn 2. Ok. Đầu tiên chúng ta có omega. Thế năng đây. Chúng ta thay số tính luôn. Ở bài này là vì có đủ hết số liệu nên chúng ta nên tính luôn. Thế năng sẽ bằng là 0,09 joule. Thầy nhắc lại là nhớ dùng đơn vị tiêu chuẩn cho tất cả các đại lượng. Nhớ chưa? Động năng bằng cơ năng trừ đi thế năng và bằng 0,09. Xong rồi. Tỉ số của chúng ta bằng 1. Hết bài. Trời ơi có gì đâu. Tính bình thường thôi mà. Mọi người cứ căng thẳng. Rồi. Ok, đấy nhá, mọi người lưu ý, nhiều khi mọi người suy nghĩ nó cứ phức tạp quá nên mọi người làm nó cứ lằng nhằng kiểu gì ấy.
Rồi, câu này chắc không có vấn đề gì, mọi người có thể hiểu được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp đến phần tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ sử dụng đường tròn cho động năng và thế năng. Cái lý do mà chúng ta đưa cái phương trình của động năng và thế năng về theo dạng hàm cốt là để chúng ta có thể dùng được phương pháp đường tròn pha. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng đường tròn pha cho động năng và cho thế năng. Bây giờ các bạn cùng quan sát này. Đầu tiên thầy nói về vấn đề là khi mà vị trí cân bằng chúng ta không lấy ở gốc tọa độ thì chúng ta sẽ biểu diễn nó như thế nào? Chúng ta xét một phương trình x thì chúng ta biết rằng chúng ta có thể biểu diễn nó lên trên đường tròn pha một cách rất là đơn giản, đúng không? Câu hỏi là khi một phương trình có dạng như thế này, x bằng a cos omega t cộng phi cộng với x0 thì chúng ta sẽ biểu diễn nó lên trên đường tròn như thế nào? Về bản chất, ở đây chúng ta sẽ lấy vị trí cân bằng không trùng với gốc tọa độ mà chúng ta sẽ lấy vị trí gốc tọa độ ở ly độ là ở cái tọa độ là x0. Được chưa? Chúng ta sẽ lấy ở cái tọa độ là x0. Được chưa? Đấy. Thế thì khi đó vị trí biên dương và vị trí biên âm chúng ta cũng chỉ cần cộng thêm với x0, thế là xong. Rất đơn giản. Đấy. Thầy nhắc lại là đối với trường hợp vị trí cân bằng không nằm ở gốc tọa độ thì chúng ta sẽ lấy tọa độ của vị trí cân bằng chính là cái phần cộng thêm x0 kia và hai bên vị trí biên âm và biên dương chúng ta cũng cộng thêm với x0, thế là xong. Còn lại mọi thứ đối với đường tròn chúng ta vẫn làm y hệt bởi vì bản chất cái phương trình nó không khác gì. Được chưa? Rồi, ok. Nào, mọi người có thể chép cái slide này vào trong vở cho thầy được rồi đấy ạ. Chép xong thì các em bảo thầy nhé. Chép xong bảo thầy nhá. Được chưa mọi người ơi? Rồi, ok nhá. Thế thì vừa rồi chúng ta nhớ rằng là chúng ta đã xây dựng cái phương trình cho động năng và thế năng, đúng không? Thì đây, thầy nhắc lại cái phương trình của hai cái đại lượng đó. Vậy thì các em nhìn cái dạng này của nó có giống như là cái phương trình mà chúng ta vừa viết ở bên cạnh. Đó là A cos omega t cộng phi cộng x0, đúng không? Các bạn thấy nó có giống không ạ? Trời ơi, nó quá giống luôn ấy, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta cũng có thể biểu diễn được hai đại lượng này lên trên đường tròn pha và cách biểu diễn là như sau. Đây các bạn nhìn. Ở đây chúng ta sẽ lấy cái thằng V kép trên 2 này nó sẽ chính là vị trí cân bằng, đúng không? Gọi là thực ra nói là vị trí cân bằng thì nó không đúng lắm đâu. Thế nhưng mà cái chính giữa thì mình cứ coi là vị trí cân bằng đi nhá. Thì hai bên của nó, một bên sẽ là V kép. Được chưa? Và một bên sẽ là 0. Các bạn hiểu ý không ạ? Bởi vì một bên là v kép trên 2 cộng v kép trên 2 và một bên là trừ v kép trên 2 cộng v kép trên 2 thì nó bằng 0. Được chưa? Rồi. Và lưu ý ở đây thì pha ban đầu ấy nó là 2 phi chứ không phải là phi nhá. Nhớ chưa? Phi là pha ban đầu của ly độ của x thì pha ban đầu của động năng và thế năng sẽ phải là 2 phi. Các bạn hiểu ý chưa? Tiếp theo đối với động năng thì cũng tương tự như vậy thôi. Được chưa? Nhưng các bạn để ý rằng ở đây có dấu gì nhỉ? Dấu gì nhỉ? Dấu trừ. Và muốn làm mất dấu trừ thì mình làm thế nào? Thì mình cộng thêm vào trong cái ngoặc này với pi. Được chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ có pha ban đầu của động năng. Đấy, chúng ta có M0 với kép D. Và lưu ý một điều nữa cũng rất là quan trọng.
Nếu chu kỳ của dao động là T lớn thì chu kỳ của động năng và thế năng sẽ là T trên 2. Lý do các bạn thấy omega tăng gấp đôi chưa? Khi omega mà tăng lên gấp đôi thì chu kỳ giảm đi một nửa. Được chưa nào? Đó, đơn giản như vậy thôi. Rồi xin mời mọi người chép thôi. Xin mời mọi người nào. Nhanh chóng. Xong thì cho thầy biết nhé. Xong chưa? Xong chưa? Nhanh nhá. Rồi, ok Khánh Vân. Các bạn khác xong cho thầy biết nhá. Rồi, ok các em nhá. Xong. Tiếp theo, các bạn đã được học về hai cái phương pháp nâng cao. Phương pháp thứ nhất đó là mở rộng đường tròn cho các đại lượng dao động điều hòa. Thì vừa rồi chúng ta đã vẽ đường tròn cho động năng và thế năng. Đấy, thì đó chính là mở rộng. Thế còn bây giờ chúng ta lại biết cái phương pháp là khi mà chúng ta có quá nhiều cái phương trình cần phải biểu diễn thì chúng ta sẽ có phương pháp đường tròn hỗn hợp với hai cái cách sử dụng. Đó là đa điểm và đa trục. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn nó lên trên đường tròn như thế nào với phương pháp hỗn hợp. Các bạn nhìn, đầu tiên, ở đây chúng ta sẽ dùng phương pháp đa điểm trước. Thì các bạn thấy thầy sẽ biểu diễn cả động năng và thế năng trên cùng một trục. Được chưa? Thì đây sẽ là thế năng. Và động năng thì nó sẽ lệch pha so với thế năng, đó là pi. Hay nói cách khác, hai thằng này ngược pha nhau và đây chính là thế năng, và đây là động năng. Xong, đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai chúng ta biểu diễn bằng đa trục. Thì nếu như chúng ta có thế năng là từ trái qua phải, đây là M0, thì động năng sẽ là từ phải qua trái. Được chưa nào? Và khi chúng ta chiếu cái điểm M0 đó xuống trục của thế năng thì có giá trị thế năng. Chiếu xuống trục của động năng thì sẽ có giá trị của động năng. Đấy là cái cách dùng đường tròn hỗn hợp. Và đây là một phần tương đối nâng cao. Ở trên lớp sẽ không bao giờ chúng ta học cái này cả. Đấy. Và thậm chí là cũng không có nhiều sách nói về cái này. Nhưng nếu chúng ta dùng được đường tròn hỗn hợp thì cái đẳng của chúng ta nó khác hẳn. Được chưa? Thế nên là thầy mong muốn chúng ta cố gắng hấp thụ được cái đường tròn hỗn hợp này. Ok, và bây giờ các bạn chép nốt slide này để chúng ta chuyển sang phần bài tập ví dụ. Xin mời mọi người. Xong thì bảo thầy nhá.
Ok, Loan hỏi là dùng đa điểm hay đa trục thì tiện hơn. Thầy nói luôn, đó là hai phương pháp, không phải hai phương pháp mà hai cách dùng này. Nó sẽ tùy theo từng bài thì nó sẽ có cái cách nào là nhanh hơn, tiện hơn. À, ví dụ nhá, những bài nào mà có nhiều thời điểm khác nhau, nhiều trạng thái khác nhau thì các em nên dùng là đa điểm. Nhớ chưa? Nhiều trạng thái khác nhau thì dùng đa điểm. Đấy. Và thường thì thầy cũng khuyên là chúng ta hay dùng đa điểm hơn. Thế còn một số bài thì nó lại còn dính đến vấn đề là ví dụ kiểu như là một số bài liên quan đến quãng đường ấy, thì chúng ta hay dùng đa trục, ví dụ như vậy nhé. Thủy Nguyên à, rồi ok, Thủy Nguyên. Một lát nữa thầy sẽ trình bày cái đó ở trong các cái bài ví dụ, tí nữa thầy sẽ nói cho các bạn. Tức là như này, nó sẽ có hai kiểu. Một, đó là dùng đường tròn cho động năng và thế năng. Đấy là một kiểu nhá. Nhưng cái kiểu đấy thì sẽ dành cho những ai mà phải rất là giỏi về đường tròn. Rất là giỏi về đường tròn. Tất nhiên, nó sẽ nhanh. Nó sẽ nhanh, nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Nhưng, có một kiểu thứ hai, đó là gì? Những bạn nào mà dùng đường tròn mà kém, thì lại có một lời khuyên, đó là như này. Các bạn đưa tất cả về thành trục OX. Đưa tất cả về thành trục OX. Bởi vì sao? Nhiều trục quá, nhiều đại lượng quá, rồi lại còn đa này đa nọ thì nó khó đúng không? Nhiều bạn các bạn ấy theo kiểu là ui, thôi, em kém, em dùng mỗi OX thôi. Thế thì khi đó sẽ phải thêm một bước, đó là các bạn phải đưa tất cả những dữ kiện mà đề bài cho về theo trục OX, về theo ly độ, rồi các bạn dùng trục OX. Lát nữa với các bài tiếp theo thầy sẽ trình bày cả hai cách cho các bạn xem nhá. Thầy sẽ trình bày bằng cả hai cách cho các bạn xem. Mọi người chép xong cái này chưa đã? Để còn chúng ta còn làm bài tập nhanh. Yên tâm, thầy sẽ trang bị cho các bạn full, gọi là full giáp luôn, không phải lo. Tất nhiên là đi thi thì chúng ta sẽ chỉ dùng một cách thôi, chứ không phải chúng ta lại còn show off bản thân theo kiểu là em giỏi em phải chơi hai cách. Em có làm hai cách thì cái đáp án nó vẫn thế, đúng không? Ai quan tâm. Thế nhưng mà khi chúng ta học, chúng ta nên biết nhiều. Bởi vì sao? Khi chúng ta học đủ, chúng ta biết nhiều, thì chúng ta sẽ cân nhắc được là bài này nên dùng cái gì. Đấy, bài này nên dùng cái gì. Và tất nhiên khi học nhiều phương pháp hơn, chúng ta đầu óc chúng ta mở rộng hơn, thì bản thân chúng ta cái tư duy nó sẽ tốt hơn. Nhá, ok. Các bạn khác chép xong chưa nhờ? Rồi, ok ạ. Nốt bài này chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút. Nốt bài này. Rồi, ok, bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng quan sát và làm câu này. Mọi người sẽ có thời gian làm bài là 3 phút. Mời các bạn nhé. Nào, 3 phút bắt đầu. Nào, nhanh, 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 nhanh.
Em còn 1 phút nữa. Ok, hết thời gian và chúng ta có đáp án của Thu Hằng là 20 Hz. Bây giờ thầy sẽ trình bày bài này theo hai cách để cho các bạn có thể có sự đối chiếu so sánh giữa hai cách đó nhé. Đầu tiên, thầy sẽ trình bày theo cái cách là đưa tất cả về theo trục OX. Bây giờ mọi người cùng quan sát này. Chúng ta có cơ năng bằng 60 mJ. Chúng ta có thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà thế năng đạt giá trị 15 mJ là 25 phần 3 mili giây. Hãy tính tần số của dao động này. Bây giờ các bạn quan sát cách làm. Thầy nói cách 1. Cách 1. Đó là chúng ta sẽ dùng trục OX. Dùng đường tròn pha với trục OX. Thầy làm như sau. Thứ nhất, thầy sẽ phải đưa cái thế năng có giá trị là 15 mili joule xem là x ở đó bằng bao nhiêu. Thì chúng ta thấy rằng là thế năng chia cho cơ năng thì bằng, ở đây chúng ta nhớ công thức luôn nhé, thế năng có công thức là 1 phần 2 m omega bình x bình, còn cơ năng có công thức là 1 phần 2 m omega bình a bình. Thế nên thầy làm tắt luôn, thầy sẽ đưa nó về là x bình trên a bình, được chưa? Và ở trong bài này chúng ta đang có là 15 mJ và 60 mJ, thì cái tỷ số này là 1/4. Như vậy chúng ta suy ra là trị tuyệt đối của x, nhớ là phải có trị tuyệt đối, bởi vì chúng ta căn ra thì chưa ai chắc được là lấy âm hay lấy dương, và nó sẽ bằng là 1/2a, tức là a trên 2, được chưa? Chúng ta vẽ đường tròn pha ra, tất nhiên là cho trục gì rồi, OX đúng không ạ? Thì ở đây là a và ở đây là trừ a. Chúng ta thấy rằng trị tuyệt đối của x bằng a trên 2 sẽ có 4 vị trí ở trên đường tròn tương ứng như sau. Đây là 4 vị trí, xin lỗi vẽ hơi xấu tí. Đó, đây là a trên 2 và đây là trừ của a trên 2. Thế thì chúng ta gọi các điểm này là M1, M2, M3 và M4. Chúng ta muốn có thời gian ngắn nhất thì chúng ta phải có góc quay là nhỏ nhất. Giữa hai lần liên tiếp thì các bạn nhìn thấy rằng nó đi từ M1 đến M2 thì cái góc này sẽ là góc quay nhỏ nhất. Tất nhiên các bạn có thể lấy là từ M3 đến M4 thì cũng được. Cái góc này của chúng ta sẽ là góc pi trên 3. Như vậy chúng ta có alpha min, góc quay nhỏ nhất là bằng pi trên 3. Và chúng ta suy ra cái thời gian ngắn nhất T min sẽ là 1/6 của chu kỳ T trên 6. Và đề bài đang cho là bằng 25 phần 3 mili giây, tức là 10 mũ trừ 3 giây. Vậy thầy suy ra được chu kỳ sẽ bằng, chúng ta nhân lên thì ở đây nó sẽ là 50 nhân 10 mũ trừ 3. 50 nhân 10 mũ trừ 3 thì sẽ là 0,05 giây. Và đề bài hỏi tần số thì chúng ta sẽ lấy 1 chia cho t, 1 chia cho 0,05. Và đáp án của chúng ta sẽ là 20 Hz. Rồi. Và thầy thấy là đáp án của Thu Hằng là hoàn toàn chính xác. Ok, Hằng có dùng cách này không? Hay là em dùng cách là sử dụng trục của thế năng? Em dùng cách này đúng không? Rồi, ok. Nào, cả lớp ơi, các bạn cho thầy hỏi. Mọi người đã hiểu cách này chưa ạ?
Mọi người đã hiểu cách 1 dùng đường tròn pha với trục OX chưa? Nhanh nhanh nhanh, chúng ta còn một cách nữa nên mọi người nhanh chóng. Nếu chưa hiểu thì hỏi luôn, còn nếu mà hiểu rồi cho thầy biết. Rồi, ok. Ưu điểm của cách làm này đó là chúng ta sử dụng với một cái trục rất là quen thuộc, đó là trục OX. Nhưng cách này thì có nhược điểm, đó là chúng ta sẽ phải đưa từ các đại lượng khác về theo trục OX, về theo X. Ví dụ như ở đây chúng ta đưa từ thế năng về X. Tất nhiên với bài này thì các bạn thấy rằng là nó không quá chậm, nó không quá mất thời gian. Bởi vì dù sao thì nó cũng đề cũng đơn giản, cũng chỉ có mỗi thế năng thôi, đúng không? Đấy. Nhưng với những bài phức tạp hơn thì có thể nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy là hơi phức tạp. Ok, và bây giờ thầy sẽ trình bày sang đến cách thứ hai. Thầy xóa cái này đi đã nhé, để thầy trình bày cách hai cho các bạn xem. Đây, sorry mọi người là cái này nó phải xóa đi tí. Đây, chờ một tí nhé. Thầy xóa đi đã, xong rồi chúng ta sang cách thứ hai là dùng đường tròn pha đối với thế năng. Cái tẩy này sao bé thế nhỉ? Từ từ xem cái tẩy này có thể to hơn được không? Không được hay sao? Chờ tí. Chờ một tí để thầy xóa nó đi cả. Trông hơi nông dân. Làm được cái tẩy nó bé quá, xóa nó khó. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp đến cách thứ hai, đó là dùng trục OVKT. Mọi người quan sát nhé. Bước 1, chúng ta vẽ cái trục đấy ra đã. Thì chúng ta có là cơ năng của bài này VK bằng 60 mJ. Thế nên là chúng ta sẽ có 3 cái vị trí biên âm, biên dương, vị trí cân bằng. Lần lượt là 0, 30, 60. Cái này nó giống với cái trường hợp tổng quát chúng ta nói vừa rồi. Đó là 0, VK trên 2 và VK. Cái này các bạn phải nhớ lại cái đường tròn đối với thế năng tổng quát. Người ta nói rằng là hai lần liên tiếp mà thế năng có giá trị là 15 mJ. Thế 15 nó nằm ở đâu ạ? Đây, 15 nó là giá trị trung điểm của 0 và 30. Như vậy chúng ta sẽ có M1 và M2. Được chưa nào? Từ M1 quay đến M2 thì góc quay sẽ là 2pi trên 3. Ok chưa các bạn ơi? Và 2pi trên 3 này sẽ cho chúng ta thời gian quay sẽ là 1/3 của chu kỳ. Tuy nhiên ở đây có một vấn đề làm cho các bạn sẽ cảm thấy hơi khó khăn. Đó là chu kỳ này đúng ra phải viết đầy đủ là cái chu kỳ này là chu kỳ của thế năng. Được chưa? Nhưng chu kỳ của thế năng thì lại bằng một nửa chu kỳ của dao động, tức là T trên 2. Vậy thì cuối cùng nó sẽ bằng T trên 6. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Và chúng ta có đề bài cho là 25/3 mili giây. Xong, đến đây chúng ta suy ra chu kỳ và chúng ta sẽ có được tần số bằng 20 Hz. Trông thì nó rất là sạch sẽ, đẹp đẽ, gọn gàng, đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó rất là đơn giản, chả phải đưa cái gì về theo cái gì cả, cứ ốp trực tiếp vẽ lên đường tròn, thế là xong phim. Đấy, thế là cái cách này cảm giác nó rất là ngắn gọn, sạch sẽ, đúng không ạ? Với điều kiện đó là các bạn phải làm rất tốt về đường tròn mở rộng cho các loại lượng khác. Nào mọi người đã hiểu cái cách thứ hai này chưa các bạn ơi? Thầy thì thầy hy vọng là các bạn sẽ dùng được cách 2. Đấy, nhưng mà tất nhiên bạn nào mà muốn dùng cách 1, ví dụ như vừa rồi Hằng dùng thì vẫn đúng, đúng không ạ? Đấy, nên các bạn mà dùng thì các bạn cứ dùng thoải mái thôi, chả vấn đề gì cả. Rồi mọi người hiểu chưa? Ok, rồi bây giờ thế thôi tiếp tục nhá. Nào, chỉ có làm thì chúng ta mới nhớ được và chúng ta mới hiểu được thôi. Tiếp theo chúng ta đến với câu hỏi này. Chúng ta sẽ có thời gian làm bài là 3 phút. Mời các em nhé. Cách nào cũng được, tùy các bạn. Nào, xin mời.
Còn 30 giây. Mười lăm giây nữa nhá. Ok, hết giờ. Tiếc quá. Không sao, mọi người thì cũng chưa quen lắm nên là làm có hơi chậm thì cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ thầy sẽ trình bày theo cách là dùng đường tròn hỗn hợp đối với động năng và thế năng. Mọi người quan sát nhé. Chúng ta có khối lượng của con lắc. Từ thời điểm T1 đến thời điểm T2 thì động năng sẽ tăng từ 24 cho đến cực đại rồi lại giảm về 16. Ở thời điểm T1 thì thế năng bằng 8 milijoule. Hãy tìm biên độ của dao động này. Đầu tiên, chúng ta tóm tắt dữ kiện ra một tí. Thì đây là dữ kiện của bài này. Chúng ta thấy rằng là cơ năng bằng tổng của động năng và thế năng nhưng ở cùng một thời điểm nhé. Chứ không phải là các bạn lại lấy là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Một số bạn lại bảo là lấy động năng 2 cộng với thế năng 1 có được không thầy? Thì đương nhiên câu trả lời là không em ơi, được chưa ạ? Chúng ta sẽ có cơ năng bằng tổng của WD1 cộng WT1 là 32 milijoule. Đến đây chúng ta có thể vẽ được đường tròn cho động năng. Cụ thể, ba vị trí sẽ là 0, 16, 32. Đề bài nói rằng ở thời điểm T1, động năng bằng 24. Tiếp theo nó sẽ tăng đến cực đại. Và sau đấy nó giảm về 16. Thế thì đây là 24 này. Các em để ý là 24 thì nó là trung điểm của 16 và 32 nhé. Từ T1 nó sẽ đi đến vị trí cực đại này. Sau đó nó đi về 16 này, đấy là T2. Và cái cung mà nó quay được có số đo là alpha, được chưa? Cái cung alpha này chúng ta có thể tính ra được nó sẽ là bằng 60 độ cộng với 90 độ là 150 độ, tức là 5π trên 6. Chúng ta có alpha bằng 2 lần omega và nhân với T2 thì nhấn mạnh là 2 omega bởi vì đây là động năng, được chưa? T2 chúng ta có bằng pi trên 12. Vậy thầy suy ra được omega bằng 5 radian trên giây. Được chưa ạ? Và cơ năng có công thức là 1 phần 2 m omega bình A bình. Đã có cơ năng, đã có khối lượng, đã có omega thì chúng ta sẽ tính ra được biên độ bằng 8 cm. Đây là cách làm cho câu hỏi này. Mọi người đã hiểu cách làm câu này chưa? Cũng không khó lắm đúng không? Cũng không khó lắm. Chưa quen thôi nhá. Ok các em. Nào bây giờ thầy hỏi một tí ạ. Mọi người có muốn thầy chữa câu này theo cách OX không ạ? Các bạn có cần thầy chữa được cách OX không ạ? Lú lú. Rồi ok, thế nên mà về nhà mới phải xem lại đi, nhớ chưa? Chẳng có ai mà học một lần mà hiểu ngay tất cả mọi thứ được đâu. Tất nhiên là cũng có những bạn xuất sắc. Ngày xưa thầy có dạy những bạn kiểu chuyên lý các thứ thì các bạn ấy học một lần rồi các bạn làm nhoáy. Thế nhưng mà thực ra thì số lượng những bạn đấy thì rất là hiếm hoi. Ví dụ như ngày xưa thầy có dạy mà anh học chuyên lý thì anh ấy học kiểu nói chung là một buổi anh học gấp đôi người khác. Sau đấy thì anh ấy đi thi đại học anh được 9, anh là học sinh đã từng được điểm cao nhất của thầy, anh được khoảng 9,8. Cái thời mà còn thi 50 câu anh được 9,8. Rồi ok. Nào bây giờ thầy sẽ chữa theo cách dùng trục OX. Thực ra nhé, thầy nói luôn này, cách dùng trục OX ấy, thì nó chỉ khác cái cách dùng trục động năng ở một cái điểm đó là cái đoạn giữa giữa dùng đường tròn pha thôi. Còn những cái phần khác thì nó cũng tương tự xem như nhau. Phần cuối nó cũng như nhau. Chỉ cần tính ra được omega thôi, phần cuối đây này. Tức là từ cái bước là đã tìm ra omega rồi nhé, thì cái đoạn cuối cùng này là như nhau. Được chưa? Vậy thì thầy sẽ chỉ tìm ra đến omega thôi nhé. Nào. Đây, mọi người quan sát. Nào, ta nhìn nhé. Đầu tiên,
Ở thời điểm T1 thì chúng ta thấy rằng là thế năng bằng 8, cơ năng bằng 32. Như vậy chúng ta có là x1. Thì làm tắt tí đi nhá. Trị tuyệt đối của x1 thì sẽ bằng là 8 chia 32 là 1/4, 1/4 căn ra là 1/2. Như vậy nó bằng A trên 2. Được chưa? Ở thời điểm T2 thì chúng ta có thế năng lấy 32 trừ đi 16 thì này là 16 milijoule. Và chúng ta có trị tuyệt đối của x2 sẽ bằng 16 chia 32 là 1/2, căn ra là căn 2 trên 2. Như vậy chúng ta có nó là A căn 2 trên 2. Được chưa? Ok. Thế ở đây người ta nói rằng là nó đi từ thời điểm T1 đến thời điểm T2 thì nó phải qua một cái vị trí mà động năng cực đại. Thì ta thấy rằng là động năng cực đại sẽ xảy ra ở vị trí là cân bằng x bằng 0. Được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ đường tròn như sau. Các bạn quan sát. Đây là A. Đây là trừ A. Thế thì đi như thế nào để nó phải đi qua được vị trí cân bằng? Thì đây là vị trí cân bằng các bạn nhìn. Đây là vị trí cân bằng. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ có này. Đầu tiên nó xuất phát từ A trên 2. Vậy nó sẽ phải ở vị trí này. Đây là A trên 2. Được chưa? Đấy. Số 1. M1. Và nó sẽ đi đến vị trí A căn 2 trên 2, trị tuyệt đối bằng A căn 2 trên 2, nhưng đã đi qua vị trí cân bằng rồi. Như vậy, ôi, vẽ xấu quá. Đây là M2, được chưa? Đó. Thế thì góc mà nó đã quay ở đây sẽ bằng là pi trên 6 cộng với cả pi trên 4, được chưa? Như vậy chúng ta có góc quay sẽ bằng pi trên 6 cộng với cả pi trên 4. Nó bằng bao nhiêu nhỉ? Thầy nhầm xem nào. 1/6 cộng với cả 1/4, 5/12, nó bằng 5 pi trên 12. Và nó bằng omega nhân với T2 cũng tương tự thôi. Thế và T2 của bài này bằng pi trên 12, đúng không ạ? Pi trên 12. Vậy thầy suy ra được omega bằng 5. Và khi đã có omega bằng 5 thì như thầy vừa nói, chúng ta sẽ làm nốt bước còn lại, đó là thay vào công thức của cơ năng và chúng ta ra kết quả. Ok chưa? Nào mọi người hiểu cái cách thứ hai chúng ta dùng đường tròn với trục OX chưa? Đấy, như thầy nói rồi, đưa tất cả cứ có cái gì đại lượng nào, giá trị nào đưa hết về theo X, thế là sao? Cứ biết là ở cái vị trí nào có cái giá trị đấy, thế là sao? Có X rồi thì cứ táng tất cả lên trên đường tròn phà cho OX, thế là sao? Nào, cả lớp ơi, mình hiểu cách hai này chưa? Nhanh 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 nhanh, cho thầy hỏi mọi người hiểu cách hai này chưa? Cách nào nó cũng hay cả. Tôi nói thì cái nào chả hay. Anh cứ khen thừa. Rồi. Ừ, thực ra không phải là cách này nó gọi là nó tệ hơn so với cách kia. Thực ra là ai mà làm được cách này là cũng cũng là giỏi rồi, chứ không phải là không. Có cái là chẳng qua là bạn nào siêu về đường tròn pha hơn thôi, chứ cũng cách này cũng không phải là kém hơn đâu. Cuối cùng thì câu chuyện vẫn chỉ là đáp án thôi mà. Quan trọng gì, đúng không? Rồi, ok, xong. Bây giờ chúng ta sang đến ví dụ cuối cùng. Xin mời các bạn. Nào, cố gắng câu này, thầy hy vọng là chúng ta có thể làm được để thể hiện là chúng ta đã hiểu. Nào, cho hẳn 4 phút luôn cho nó máu. Nào, cố lên nhá. Câu này là phải làm được nhá. Xin mời mọi người.
Nốt câu này chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút, các bạn cố gắng lên, chúng ta còn 2 phút nữa. Ok, người đầu tiên là Thu Hằng, 1 phần 24 giây. Người tiếp theo là Linh Loan, 1 phần 2. Ok. 10 giây cuối cùng. Ten, ten, ten. Tít, tít, tít. Hết giờ. Thôi, hết giờ rồi. Nào, bây giờ thầy hướng dẫn nhé. Một chất điểm có khối lượng, có biên độ và có tần số. Ok, chúng ta sẽ tính được cơ năng đấy, đúng không ạ? Tính thời gian ngắn nhất từ khi thế năng bằng 9 đến khi động năng bằng 9. Nào, xin mời mọi người. Đầu tiên, cơ năng chúng ta sẽ tính ra được và nó sẽ bằng là 36, đúng không ạ? Chúng ta sẽ vẽ được đường tròn cho thế năng. Thế thì cái giá trị đầu tiên là 9 thì nó ở đây, M1 hoặc là M2, được chưa ạ? Chúng ta có khi động năng bằng 9, đúng không ạ? Khi động năng bằng 9 thì chúng ta cũng vẽ đường tròn cho trục động năng, đúng không ạ? Thì nó sẽ có hai giá trị là N1 hoặc là N2. Các em lưu ý là đây đối với trục OVD nhé, chứ không phải là đối với trục OVT đâu. Một số bạn lại bảo, ô thầy ơi, sao chỗ này nó lại là 9? Thì các em phải nhìn với trục động năng, chứ các em đừng nhìn với trục thế năng, nhớ chưa? Nếu là nhìn trục thế năng nó ra giá trị không phải là 9 đâu, đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây nó sẽ là 9 đối với trục động năng. Nó sẽ tương ứng với N1 và N2. Thầy đang dùng phương pháp đa trục đấy, được chưa? Và ở đây muốn có thời gian ngắn nhất thì góc quay sẽ là nhỏ nhất. Nó sẽ đi từ M đến N. Vậy thì nó sẽ quay từ M2 đến N2 thì góc sẽ là nhỏ nhất. Và góc này bằng pi trên 3. Như vậy chúng ta có thời gian nhỏ nhất, thời gian ngắn nhất sẽ là 1/6 của chu kỳ đối với động năng. Mà chu kỳ động năng thì bằng T trên 2. Như vậy delta T min bằng T trên 12. Chúng ta thay tần số vào đây, chúng ta sẽ ra được T min sẽ là 1/24 giây. Ok. Hằng nó bảo là não nó ngừng hoạt động rồi mà nó vẫn đúng kìa. Sợ thật. Ok Loan nhá, chắc là nhầm một chút. Ok. Tất nhiên bài này vẫn có thể sử dụng được là với trục ối. Đấy, vẫn dùng được, cách làm tương tự. Chúng ta đưa động năng, đưa thế năng về theo x, sau đó mình biểu diễn lên trên đường tròn pha. Thôi thôi, trường này hôm nay không đi biểu diễn một lần nữa đâu, nó dài lắm, mất thời gian lắm nhá. Nào, tỷ số động năng và cơ năng theo x như thế nào á? Thì chúng ta làm các bài vừa nãy rồi em. Động năng mình không dùng, hiểu không? Mình đưa nó về theo gì? Theo thế năng đi. Có được không ạ? Mình đã biết là cơ năng thì bằng 36 rồi. Thế mình lấy 36 trừ đi động năng bằng 9 thì có phải là ra thế năng bằng 27 không? Thế là xong, có gì đâu nhá. Ok.
Nào cả lớp ơi, mình hiểu cách làm của câu này chưa? Cả hai cách luôn, mọi người hiểu được không ạ? Bản chất cách 2 dùng đường tròn với trục Ox thì chúng ta cũng chỉ là đưa các thế năng, động năng này về theo x thôi là sao? Nào, cả lớp cho thầy hỏi mọi người đã hiểu được câu này chưa? Ôi dồi ôi, nhìn nói điêu kìa, nói điêu không chớp mắt kìa. Em không hiểu gì hết ạ. Nào các bạn khác ơi, mình hiểu câu này chưa? Nào, chốt nhanh thì chúng ta còn nghỉ giải lao, nhanh lên. Rồi, ok. Bài này phần đầu thì nó khá là dễ. Bắt đầu từ cái phần mà chúng ta phải dùng đường tròn thì nó trở nên khó khăn hơn một chút. Thì đấy coi như là phần nâng cao. Các bạn cố gắng là hấp thụ cái phần đấy và làm bài tập về nhà nhá. Rồi, ok. Đến đây thầy xin phép kết thúc bài cơ năng đối với dao động điều hòa. Chúng ta về nhà nhớ ghi chép đầy đủ và làm bài tập.